Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Trần Đức Trung, anh em Tuấn Sama, anh em Bằng Cao, anh em Huy Phan, anh em Kỳ, anh em Quốc Phong và cuối cùng là anh em Trần Quốc Đạt. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên cũng như đăng ký hội viên mới để ủng hộ cho kênh, giúp kênh có một cái nguồn thu nhập ổn định và cố định hàng tháng. Cảm ơn anh em rất nhiều. Trận đấu này có vẻ khả năng là sẽ là Saman đấy, Saman làm chùm trong cái bộ truyền thuyết của hai Saman anh em ạ. Có người đã có ý định chơi Saman rồi. Trong những cái trận đấu mà có Saman thì cái bộ Aegis và cái bộ 9m ấy, anh em bỏ cái ý định chơi hai cái bộ đi anh em nhá. Đấy, có rất nhiều anh em là rằng đây đu chen là cái chen là 9m và chen Aegis để counter vào cái bọn Witcher ấy. Nhưng mà cái chen đấy nó chỉ được thực hiện khi mà trận đấu nó không có Saman thôi. Còn ở trong những cái trận đấu mà anh em nhìn thấy hai con Saman 5 đô, tốt nhất anh em đừng chơi nhá. Bởi vì thế nào cũng sẽ có người chơi Saman. Cái bộ 6 Saman là một cái bộ rất là mạnh. Giai đoạn giữa game thì nó đẩy cực kỳ ối rồi ôi luôn. Mà những cái bộ như bộ 9m hay là cái bộ Exit nó không thể trụ được đâu anh em ạ. Mỗi round đẩy 20 máu thì khả năng toàn là cao. Kể cả là cái bộ 6 cung kẹp với cả 6 Exit là vẫn sợ đấy anh em. Chứ không phải là nó không sợ đâu nhá. Đấy, đồ này chắc 9 mét rồi anh em ạ. Rồi, random phát này. Ui rồi. Đèn thì phải chịu thôi chứ biết làm nào. Hơi đen nhỉ anh em nhỉ. Tự nhiên ra cái con dao này không biết làm cái gì luôn. Thề. Chia mét mà, tôi ý định ở chia mét mà nó lại đang đầm ra con dao, hơi phí. Nói chung là có mấy cái con Saman ở trong đội hình ấy, thì chúng ta xác định luôn là chia mét rồi. Ơ, đau này vớ vẩn thắng ấy, anh em ạ. Búp đắp giáp vào con này nhưng mà con này trâu lắm, con này trâu khỏe. Đấy, chưa chắc đã thua nha anh em nha, thắng có một cái free roll này. Chuyện này có Saman đấy. Ok. Trời. Hai cái rôn à. Rôn nhẹ cái em nào. Tôi nha mua con này đã. Ui dồi. Ây à. Không có tiền mà mua luôn này. Không có tiền mà mua luôn. Bán con này đi. Hướng đến là Saman thôi anh em. Hướng đến Saman thôi. Từ từ đã. Không luôn đâu. Luôn không có tiền mua. Không có tiền mua ấy. Round này chắc thua. Rồi round này thua. Round này không thắng được. Ui thằng này lấy đồ hết rồi này. Rồi anh cẩn thận đấy. Lấy cả BKB luôn. Chắc là nó biết là cái trận đấu này là có nhiều người chơi Saman. Nó lấy luôn cái BKB cho chắc à. Dã man thật. Thua. Bài ra nhiều cặp này không cho lên 2 sao thôi nhở. Ơ kìa. Này đi chơi kiểu gì. Ui đây rồi. Hay quá. Bán hai con đi mới được. Ok. Không được. Thế này thì lại không up cấp được nhở. Bán đi up cấp à. Làm nào lên cấp 5. Kẹp được hai đỏ. Bán đi up cấp mới được. Bắt buộc phải up cấp thôi. Cái round này mà không up cấp thì thua. Ui rồi ôi. Đứng trước mặt cái con tabu chơi nó lại trừ mana. Thế là không tung được trưởng. Mà tôi nghĩ là vẫn thắng thôi. Witcher có thằng, thằng chế Witcher. Trận này có Exit đấy. Liều phết nha. Có những cái thằng mà trong cái trận đấu có hai con Saman mà vẫn dám đi Exit được.
mà có thể sẽ chơi là 9 cung. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ok đấy. Thế này liệu có yếu không nhỉ? Có cái con gấu Saman kìa. Tôi muốn câu gấu quá thì mất thôi. Có nên câu không? Chắc là câu đi nhở. Tội gì, đúng không? Tí nữa mà câu được ra gấu Saman, kiếm Saman 6 Saman sớm, đấm hết tất cả các nhà. Cứ bình tĩnh. Trận thắng trận thua cũng được. Câu được ra gấu Saman là giải quyết được hết. Cứ từ từ. Lúc đầu thì cứ thế đã anh em ạ nhá. Lúc đầu thì nói chung là cứ hướng vào cái bộ truyền thuyết mạnh mà chơi thôi. Cái bộ nào mà tính mà tính toán 10 điểm ấy thì chúng ta chơi. Đấy, cứ bộ nào 10 điểm thì chơi. Hai con 5 đô thì cứ cho là 10 điểm đi, không có counter. Có counter thì trừ đi 1 điểm. Đấy, còn ở đây là chúng ta có hai con 5 đô không counter. Cho 10 điểm luôn. Ui, quá tuyệt vời luôn. Được đấy. Bây giờ con Thunder nữa ra thôi là tôi đập trứng luôn. Tự tin đánh chuyện thắng này. Được đấy nhỉ. Thực ra nếu mà là bình thường thì tôi sẽ có thể là tôi chơi 9m cũng ngon đấy. Bởi vì RAM này anh em biết là tôi ra gì không? Ra một con Doom. Đấy, với cả một con ác mộng ấy. Hai con đấy kết hợp vào trong cái bộ 9m bây giờ rất mạnh. Mạnh lắm ấy nhá. Nhưng mà anh em chưa biết cái bộ 9m ác mộng. Ở đây anh em nào đang xem anh em biết cái bộ này không? Tôi nghĩ là các anh em biết đấy. Có rất nhiều anh em biết mà anh em nào mà chưa biết thì anh em có thể anh em comment nhá. Còn anh em nào biết rồi thôi. Anh em nào chưa biết mà muốn tôi làm bộ đấy thì anh em có thể comment. Đấy, để mấy cái video sau này thì tôi sẽ làm. Đấy. Anh em yêu cầu cái bộ đấy thì tôi sẽ làm. Gùi mạnh lắm anh em ạ. Có thể là anh em chưa biết thôi. Nhưng mà cái bộ đấy bây giờ nếu mà trận đấu mà không có Saman ấy thì cái bộ đấy cực kỳ kinh khủng luôn. Bá đạo. Công nhận. Rồi. Tạm thời thế này đã này. Vẫn 3 mech để cố luôn ra Saman. Vẫn để một con gấu vào để chúng ta có thể câu. Đấy, còn lên 7 chúng ta kẹp thêm một con mết vào cũng được. Ok. Rồi. Khi nào lên 7 tôi sẽ kẹp 3 mét. Vẫn cầu gấu như bình thường luôn. Rồi, ok đấy anh em ạ. Trên này có nhiều thằng eco. Ừ. Được. Hay, ui giời, tuyệt vời. 3 con mech lên được 2 sao hết rồi. Bây giờ chỉ còn đợi cái con Thunder lên 2 sao nữa thôi là đánh chuỗi thắng vàng khe luôn. Đến round 20 vẫn vô tư. Bây giờ vấn đề là Thunder có ra là 2 sao không thôi. Bây giờ mà Thunder lên 2 sao rồi. Tôi thật với anh em là tôi giữ được chuỗi round 24 nó là quá là bình thường. Chỉ hy vọng mà nó không lừa tôi, nó cho một con với một quả trứng rồi nó không ra nữa là chết tôi. Thật. Thôi xem đối thủ nào. Ủa. Vãi cứt. Thằng top 1 khỏe thế. Ôi rồi ôi, thằng top 1 cũng mết Saman mà nó lợi thế thế kia thì thôi xong rồi. Ra 4 con gấu đỡ làm sao được. À đâu, mới có 3 con nhưng mà ra con gấu mết này. Ra con gấu mết với cả ở dưới hàng chờ là nó đã ra được cái con thị vệ. À cái con gì nhỉ, con tư tế rồi. Ui giời, chán đời. Oh my god, lại kiếm gãy ạ. Đùa. Dã man. Xong rồi, không ổn rồi. Ui giời ơi. Sao lại kiếm gãy. Mất hai đồ đấy. Mất hai đồ đấy anh em ạ. Ra cáo này. Đùa. Thunder ơi ra đi. Chưa đủ tiền up cấp này. Đã đủ tiền up cấp nào đâu. Chưa đủ tiền up cấp. Hai kiếm gãy làm gì không biết. Ra vừa rồi ra con cáo lẽ ra là phải mua đấy. Hơi sai lầm.
Bởi vì tôi cứ nghĩ là round này tôi lên được cấp 7 là tôi sẽ bỏ vào 3 mét. Nhưng mà có phải đâu, đã lên được đâu. Thôi được, kẹp hai đỏ vào đã vậy. Vớ vẩn round này thua chứ. Con tabu để trước mặt cái con đấy của tôi. Ăn nổi không? Thằng này khỏe đấy. Được không, được không, được không, được, 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 may quá. Ok, ok, ok. Rồi, có chuỗi rồi này. Ui ôi, đây rồi anh em ơi. Ui giời, quá tuyệt vời luôn, roll cái này. Roll luôn. Từ từ đã, roll đã. Ra đỡ phải đập trứng anh em ạ. Ra đỡ phải đập trứng nhá. Ok. Rồi, thế đập trứng rồi. À nhưng mà từ từ. Bây giờ up cấp lên thì thế nào? Thì cũng chưa đủ tiền. Đã đủ tiền up cấp đéo đâu. Round này chưa đủ tiền up cấp anh em ạ. Đấy nên là thôi từ từ đã, cũng chưa nhét được cái con Thunder vào. Thì để hai đỏ này ngon hơn. Tôi thì tôi vẫn sẽ để con gấu thôi. Tôi không bao giờ tôi bỏ con gấu ở đâu anh em ạ. Cái con gấu ấy, tại làm sao mà chúng ta lại để đấy? Bởi vì là chúng ta bỏ ra nó mất cái tỷ lệ, nó gọi là tỷ lệ bảo hiểm ấy. Trong game này chúng ta khi mà chúng ta câu gấu chúng ta có tỷ lệ bảo hiểm. Cứ mỗi round ấy tăng lên một chút cái phần trăm ra con gấu. Nếu chúng ta bỏ ra chúng ta tính lại từ đầu. Nên là tôi không bỏ ra đâu. Tôi lúc nào tôi cũng sẽ để, đã xác định câu gấu là để luôn, không bỏ ra. Đó, cứ bình tĩnh. Cho xin con Thunder nhá, đỡ phải đập trứng. Dạ, hợp lý, thế thì đỡ phải đập trứng anh em ạ. Hợp lý quá nhỉ. Rồi bây giờ chúng ta vừa lên cấp 7. Quá tuyệt vời. 3 mét vào. Được chưa? Rồi, up cấp lên. Ba mét. Cái con heo này có cần không? Heo cần không hay bán đi nhỉ? Thực ra cái bộ này nó không cần con heo đâu. Thôi. Mà lên 8 thì tôi cũng kẹp con gấu vào, tôi không kẹp con heo anh em ạ. Lên 8 lại câu gấu tiếp. Bây giờ giữ chuỗi đã. Ưu tiên giữ chuỗi. Đấy. Ok, chuỗi này yên tâm anh em ạ. Bây giờ tôi có khẳng định với anh em luôn, chuỗi này giữ ra 20 nó quá là bình thường. Rồi. Thôi không làm gì cả nha anh em nhé, đội hình mạnh rồi. Bây giờ ấy, chúng ta đợi đến round 16 chúng ta up lên 8 lại vứt gấu vào câu. Vứt gấu vào câu đủ 4 Saman cái đã rồi tính. Anh em nhá, quá tuyệt vời luôn. Rồi. Đồ này thì cũng có thể là chơi mết được rồi. Đấy, ngoại trừ hai cái kiếm gãy nó rơi ra nó rất là sida ra. Đấy là những cái món đồ mà tôi không được chọn mà nó rơi ra từ những cái con quái nó bị chết. Đấy, chứ còn những cái món đồ được chọn thì cũng vẫn rất là ok. À đâu, cái món kiếm gãy đầu tiên là tôi random nó ra. Cái quả đấy hơi sida, random nó sai lầm. Người ta có câu là mọi sai lầm đều sẽ phải trả giá bằng tiền. Mà chắc chắn là trận này có sai lầm thì tôi cũng không mất tiền rồi. Tôi chỉ mất thời gian thôi. Mất thời gian làm thêm trận nữa thôi. Thực ra thì thời gian cũng thể quý... tính ra là quy ra tiền được. Nếu mà chúng ta làm được hai clip trong một khoảng thời gian thì rõ ràng hai clip đấy là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là một cái clip vẫn sẽ bị trả ra bằng tiền. Nếu mà chúng ta có những cái sai lầm ở trong một con game và chúng ta phải chơi lại một trận nữa. Ok. Anh em cũng biết là tôi làm content là thường là nó sẽ là top 1, rất ít là top 2 luôn ấy. Top 2 thì chủ yếu là những cái trận đấu nó phải cực kỳ là tuyệt phẩm, nó phải cực kỳ hay tôi mới đưa lên. Đấy, chính vì thế là nó buộc phải có được một cái top 1, một cái chức vô địch thì nó mới có clip để up lên. Đó. Còn nếu mà không được thì chắc chắn là tôi sẽ phải làm lại cái video clip này. Đấy, tôi sẽ phải chơi một cái trận khác và như thế nó mất rất nhiều thời gian của tôi. Ok, nên chúng ta cố gắng là một phát là ăn ngay rồi. Đừng để mất thời gian. Trận này Witcher hơi đông ấy nhá. Đầu game chưa thấy mấy con Witcher, bây giờ đã bắt đầu dần dần đã hiện ra rồi. Clay, mấy cái thằng Clay kia xong lại chuyển sang Witcher rồi mà xem. Bây giờ lo nhất là cái thằng top 3 ấy.
Cái thằng top 3 đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi đây anh em. Xả hết tiền để cắt chuỗi tôi kìa. Oh my god. Trời ạ. Ôi giời ơi, sao lại ra kiếm gãy tiếp là như nào? Ôi giời ơi, ba kiếm gãy rồi anh em ơi. Hỏng rồi, không được rồi, kiếm gãy làm ăn cái gì? Mà ghép cúp điên luôn rồi, căng như này. Chơi mết Saman mết ghép cúp điên. Hỏng. Đùa chứ tôi lấy bao nhiêu cái đồ mết ở đây rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Đồ xấu quá. Đồ xấu quá anh em ạ. Chết tôi. Tại sao lại thế nhờ? Thế thì có khi là có khi là chính là nó. Không phải đó. Nhầm rồi. Sai lầm tuổi trẻ phải trả giá này. Nào đấy. Đứng trước ngã ba đường, nhiều khi chúng ta không biết đi lựa chọn con đường nào cho nó hợp lý. Luôn mấy cái nữa xem đã. Saman ra thì chơi tiếp không thôi. Từ từ nhá, từ từ nhá. Được, 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 được. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh em ạ. Được, 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 được. Quay xe. Tuấn quay xe, ok. Thôi anh em ạ. Anh em tin tôi. Không có xa mang xa miệng gì ở trong cái trận đấu này cả anh em nhá. Giải tán. Bây giờ lấy cái con Velom không? Con Velom này cho vào chơi xoay sang Assassin à? Ba Assassin kẹp với cả Saman thì cũng được. Ba Assassin kẹp Saman á. Quay xe thôi anh em ơi. Ra cáo 2 rồi. Ui rồi ra quả trứng nữa này. Lại ra một con gấu Assassin nữa chứ. Nó lại như thế như này anh em ạ. Thôi Tuấn quay xe. Đấy là đầu game tôi còn vứt một con cáo rồi nha. Tôi còn không lấy con cáo ở cái round 10, round 9 gì ra con cáo tôi không lấy đâu. Mà thôi, bây giờ tôi quyết định quay xe vẫn kịp. Được. Rồi, giải tán này. Tạm thời là 3 Assassin kẹp vào đã này. Đã xa cái con gấu Assassin rồi. Thực ra con gấu Assassin ấy, nó ra hay không thì nó cũng không, cái quan trọng là cái việc là tôi chọn Assassin đâu anh em. Tôi chọn Assassin là bởi vì là tôi có một cái cướp điên, anh em hiểu không? Và bây giờ đồ này đồ chấn phái của Assassin, đồ mết chấn phái chưa có. Huyết trượng còn chưa có thì mết miếc cái gì, đúng không? Thôi. Đấy, là lý do chọn Assassin nó cũng đơn giản thôi anh em ạ. Đấy chính là chúng ta có một cái cướp điên. Mặc dù tôi lấy tới 3 món đồ là nó là mết đấy. 3 món đồ mết xong cuối cùng là chúng ta phải chuyển sang do cái chấn phái. Ảo đấy. Nhưng mà còn một cái chấn phái nữa đấy chính là cái Kira nha anh em nhá. Nên nhớ là chúng ta còn một cái chấn phái nữa đấy, nó chính là cái găng tay Kira thì chúng ta chưa có. Thế là nếu mà chơi Assassin mà không có găng tay Kira thì liệu rằng là có ok không? Assassin không có Kira thì vẫn ok nếu mà chúng ta không chơi 6 Assassin. Mà chúng ta chơi chơi Assassin kẹp với cả Saman, được không?
Assassin kẹp Saman thì cần quái thì phải 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 ấy đâu, cần đi cướp điên rồi, không cần cái Kira đâu anh em. Assassin kẹp Saman nhá. Ui trời ơi, nhiều trứng thế nhở. Ok mua hết thôi, mình là người có tiền mà, giữ chuôi rao được 20 đó là có thật đấy anh em này. Đấy, cho tôi con Thunder 2 sao chắc chắn tôi giữ chuôi ở rao 20, anh em thấy chuẩn nhá. Bây giờ gặp cái thằng top 3 cái đang có chuôi có cắt được không? Nếu mà bây giờ tôi đẩy nó lên 9 ấy là tôi ghép vào là 9 assassin hàng Ryu là cũng được đấy anh em ạ. Nhá. Cho 9 assassin hàng Ryu vào đi. Bây giờ vẫn chưa thấy có 4 Saman này, cái con tư tế vẫn chưa ra. Tư tế chưa hề ra luôn. Sớ tôm Saman vẫn chưa ra, gấu Saman chưa ra. À quên đấy, cái round này lẽ ra là phải để cái con gấu vào để câu gấu Saman chứ đấy. Quên mất. Đây rồi anh em ơi. Rồi. Chúng ta có một lửa cái găng tay Kira rồi. Nếu mà có một lửa cái găng tay Kira thì có khi là chúng ta lại chuyển sang chơi 9 assassin đấy. Anh em ạ. 9 assassin kẹp Kira ở level 10 cực kỳ mạnh luôn. Có cái chém lan này. Chúng ta có cái chém lan nữa nha anh em nhá. Nhưng mà từ từ tôi vẫn phải lấy cái chấn phái trước. Cái găng tay Kira nó vẫn là cái quan trọng hơn cái chém lan. Hai món chấn phái thì cứ yên tâm là chắc suất top. Đấy, còn anh em thiếu một món chấn phái thì khả năng cao là toang. Cứ phải găng tay Kira với cả chém lan đã. À sorry anh em, không phải chém lan. Chém lan nó không phải là cái món chấn phái. Assassin thì găng tay Kira mới cấp điên nó mới là chấn phái anh em nhá. Chém lan không phải chấn phái. Chém lan thì nó chỉ thế nào thôi. Nói chung là tôi rất ít khi tôi ưu tiên chém lan. Em cứ để ý mà em cứ để ý xem. Chém lan nó chỉ thừa đồ tôi mới ghép thôi. Ok. Hai bit này. Thôi nhỉ. Chắc là Saman này bây giờ là không ra đâu anh em ạ. Nó không ra là thôi. Tầm này nó cũng muộn rồi. Ra được 4 Saman đẩy nó cũng chả nhiều nữa. Thôi Saman nó bây giờ ra nó cũng 1 sao đẩy được bao nhiêu đâu. Rồi chúng ta chuyển dần sang Xin thôi anh em ạ. Chơi 9 Xin hàng Ryu nha anh em nhé. 9 Xin Ryu bây giờ mạnh lắm. Nhiều anh em cứ bảo là chơi cái 9 Xin hàng Fake là mạnh. Nhưng mà tôi thấy cái 9 Xin hàng Fake nó rất nhiều những cái điểm yếu. À, điểm yếu cái cố hữu của cái bộ đấy nó chính là cái việc là nó bị kẹp cọc và nó sẽ ôm cọc nó đánh. Rất là yếu. Bộ nào đấy thôi, cái bộ 9 Xin hàng Fake ấy, nó bị ôm cọc vào thì chắc chắn là thua. Là tôi không ít khi tôi chơi cái hàng Fake á. Đã chơi hàng Ryu luôn. Thôi anh em ạ, thôi. Thế thì thôi rồi. Xong rồi. Lấy cái chém lan nhá. Con này thì lại phải cần chém lan. Cáo thì không cần nhưng mà cái con gấu này thì là nó lại rất là cần chém lan. Thôi, chuyển vào 6 assassin đã. Gấu assassin lên được 2 sao rồi. Con này thì nó lại cần chém lan anh em ạ. Đấy. Nó quyết định là cái con co nào thôi. Đấy, cái con này nó là chém lan nhá anh em nhá. Đấy, chấn hài đấy. Chấn đấy, chấn là chém lan đấy. Chứ chấn này không phải là ở đâu. Chấn không phải là cái Kira đâu. Này nhảy phát chết hết rồi, cần gì Kira. Ok. Tùy em là cái con nào thôi. Bây giờ ra con này tôi mạnh dạn tôi ghép cái chém lan. Chơi 9 assassin nhá, nó mạnh hơn cái bộ 9 assassin Fake ấy. Ở cái chỗ là nó có con gấu đấy anh em. Nó có cái con gấu assassin ấy mà nó kẹp 9 assassin thằng Ryu. Ui dồi ôi, cái bộ này nó mạnh không phải nói rồi. Không phải bàn cãi rồi nhá anh em nhá. Lên level 9 là chúng ta đã có đủ bộ. Lên 10 là chúng ta kẹp thêm Kira nữa là xong. Đấy. Nhưng mà hiện tại là tôi đã ghép cái chấm lan rồi.
Nên là chúng ta không có Kira này, chúng ta kẹp cọc vào. Quá tuyệt vời. Mạnh lắm anh em ơi. Quá tuyệt vời luôn. Rồi những cái món đồ còn lại thì từ từ đấy. Có thể làm cái hút máu trừ giáp cũng ổn, ok. Cũng là rất là ok luôn. Một chém cực kỳ ngọt luôn nhá. Ngoài chém cực kỳ mạnh luôn. Mà đây là mới có 6 assassin đấy. Cái bộ này này, cái bộ mà chơi cái con gấu làm con co này. Từ 6 assassin mà lên 9 assassin nó khác hẳn luôn đấy. Rồi. Chúng ta còn có thể giữ ở chuôi đến lúc mà chúng ta lên được 10 luôn anh em ạ. Sau ra 26 luôn. Quá càng già con gấu assassin 2 sao nhá. Mà tôi câu gấu rất muộn nhá anh em nhá. Thật đấy. Tôi câu gấu, anh em biết tôi câu gấu từ cái ra bao nhiêu không? Chắc là phải ra 17, 18 tôi mới vứt cái con gấu vào mà nó ra con gấu assassin 2 sao. Đúng kiểu chân mệnh thiên tử ấy. Trận này đúng kiểu để làm content rồi. Nó cho tôi để tôi làm content 9 assassin kẹp với cả gấu xin rồi anh em ạ. Thật là như thế luôn, mặc dù đầu game mà tôi không có ý định tôi chơi cái bộ này một chút nào hết nhá. Đầu game ấy là tôi là xác định là tôi chơi mết cơ. Đấy nhưng mà tự nhiên lại ra cấp điên không ra con cáo. Thế là cuối cùng là thôi, đấy quay xe, bây giờ nó lại cho tôi như này. Nó lại tế cơ, lại ảo thật đấy, ảo diệu thật sự luôn. Nhiều khi đấy đâu có phải là đầu game là mình muốn chơi cái gì thì chơi cái đâu. Đấy nói chung là cứ phải nắm bắt tình hình theo kiểu xử lý theo kiểu tình huống thôi anh em ạ. Cái tình thế nó dẫn đến là chúng ta phải chơi cái bộ gì thì chúng ta chơi bộ đấy thôi. Chứ còn chịu chả biết thế nào một lần. Bây giờ chúng ta đá qua cái bộ này chúng ta ngon lành luôn. Vớ vẩn 100% máu hết game. Ui không có đồ này. Sao này phải random rồi. Rồi thôi. Đủ 9 xin chưa ạ? Thiếu à? 7, 8, 9 đủ rồi. Đùa đùa đùa. Ok. Kẹp cặp vào thôi. Rồi 9 assassin nha anh em nhá. Quá tuyệt vời. Rồi lấy cái món này đồ này trước nha. Tí nữa là ghép cái chúng ta có thể ghép cái găng Takira sau. Cứ lấy trước đi. Đằng nào mà chả có găng Takira đúng không anh em. Đấy thiếu mỗi cái ngọc máu thôi. Nhà nào cho xin ngọc máu cái là xong rồi. Quá ok anh em ạ. Ngoài ra tôi còn có free 10 cái drone nữa. Quá tuyệt vời luôn. Free 10 cái drone. Rồi. Phe giờ à? Phe giờ này. Tôi đừng bảo thua nhá. Ơ ơ kìa bạn gấu ấy. Ui giời ơi gấu, con gấu chết tiệt kia. Thật là như thế luôn ạ. À. Ơ sao yếu đấy nhở. Không ổn, không ổn, không ổn. Sao nó gấu yếu đấy nhở anh em nhở. Ơ tôi cứ tưởng là 9 assassin gấu là nó phải mạnh lắm ấy chứ. Không phải à. Ô thế nhầm à. Trời. Thế thì chúng ta còn có một cái sự lựa chọn khác anh em ạ. Có cáo 3 sao sao. Con này thôi không mua đâu. Tí thay. Rune không ra là cái gì này anh em này. Điêu thật đấy. Đây rồi. Thay con này ra. Con này nó bóp tim. Nó úp lồng cái con gấu của tôi nó không nhảy được. Rồi. Gặp thằng Clay này ăn được không? Gấu đâu mà nhảy crit các thứ đẹp cho ta xem nào. Ui giời. Con gấu ấy yếu quá anh em ơi. Mẹ. Vãi đài ạ. Thề. Ơ sao cái con này nó bây giờ nó phê đến cái mức độ như thế cơ. Chém mà không chết con nào luôn. Điêu thật. Không thể tin được anh em ạ. Một con gấu 2 sao trong bộ 9 assassin rồi chém không mất một cái giọt máu nào luôn. Cũng giết được một nổi một con nào luôn. Chém được đúng một lần. Tung skill được một lần là coi như đứng im đến chết mà. Ảo diệu thật sự. Tại sao như thế nhỉ? Chắc là bởi vì tôi thiếu đồ đam đấy. Tôi đang hơi thiếu đồ đam. Không có đồ cam. Tôi không có đồ cam nên là nó thế. Chứ còn nếu mà cho tôi một cái
chấm lan 2 hay là một cái cướp điên thì có câu chuyện nó sẽ khác rồi. À, cái tầm này lại bắt đầu mất máu rồi. Biểu diễn một lần thế nào. Đúng rồi. Đúng rồi, đấy, phải như thế chứ. Ui giời, mãi mới được một phát. Nhưng mà cái gặp cái thằng Hunter thì nó làm gì. À úi rồi anh em ơi. Rơi thế nào mà lại rơi đúng đồ thế chứ lì. Trời, con gấu assassin mà cầm cái găng tay Kira thì có khác gì là hổ mọc thêm cánh. Có khác gì là Naruto nhưng mà lại có mắt Sharingan đâu anh em. Trời ơi, thật là vô địch rồi. Ok. Lẽ là tôi cứ nghĩ là phải 100% máu hết game luôn ấy. Nhưng mà ai ngờ con gấu này nó yếu quá. Thật sự là có vẻ như con này nó khá là yếu. Nó không mạnh như tôi nghĩ. Bình thường cái con gấu này 2 sao mà kẹp với cái bộ 9 assassin ấy là nó phải mạnh lắm ấy. Ngày trước ấy. Chứng tỏ là con gấu nó bây giờ nó khá là yếu à. Tí nữa tôi sẽ dồn đồ cho con cáo 3 thôi anh em. Chúng ta sẽ chuyển sang con cáo 3 nhé anh em nhé. Rồi. Đừng có bảo thua thằng này nhá. Thua kiểu gì? Thua kiểu gì? Thua cơ. Vẫn thua được thì thôi. Không bao giờ chơi cái bộ này luôn. Tôi cho Blacklist luôn. Ok, đấy, phải như thế chứ. 10k đam. Được. 11k đam, nhìn cái bảng đam mà thấy là có vẻ hợp lý rồi đấy. Rồi, Sailing Assassin ra này. Trận này cũng có hai con xin 5 đô nha anh em nhá. Nên là tôi chọn cái bộ này nó cũng là 10 điểm thôi. Nó cũng sẽ là cái bộ vô địch được thôi. Nó cũng giống như cái bộ Saman thì bộ này nó cũng sẽ có hai con 5 đô. Chúng ta sẽ có Sailing Assassin và con Phantom Queen. Và tôi đang trên cái con đường nuôi con cáo lên 3 sao nữa anh em ạ. Đấy. Nên là cái trận này nói chung là chúng ta đang giữ một cái đội hình nó rất là mạnh. Và giai đoạn siêu late game 9 assassin mà kẹp với cả 9 assassin mà kẹp với cả Kira ấy, hàng Ryu này. Sau đó lại có những cái con tướng 5 đô và 4 đô 3 sao nữa thì thôi, vô địch đấy chắc chắn rồi. Tôi chỉ còn thiếu 3 cáo thôi. Cái lực mà lên cáo 3 nó là có cơ sở nha anh em nhá. Có cơ sở luôn á. Ui ơi, lại không có đồ này. Chuyện này đồ như hạch luôn. Mặt Tuấn Cơ mà mỗi lần mà cứ xem cái bảng đồ thì thôi, mặt nó buồn như cứt ngâm luôn. Không nói được cái câu nào luôn với cái đống đồ này. Ơ nhưng mà kiệt cấp điên anh em ạ. Ui giời. Hai trần phải rồi. Thôi random ra cấp điên anh em ơi. Trời ơi. Thế thôi, xong rồi còn gì nữa. Hai món trấn phái với một món là sắp lên được. Đấy chính là cái chém lan 2. Thôi thế tuyệt vời rồi anh em ạ. Cũng chỉ cần có như thế thôi. Không cần hơn nữa. Đồ đạc các thứ là ngon nghẻ rồi đấy. Bây giờ cứ giữ 50 tiền roll cho khi nào mà ra được cái con 5 đồ 2 sao và con cáo 3 sao thôi anh em ạ. Có thua chúng ta chỉ lọc một con. Tôi đảm bảo với anh em luôn là với cái lượng đồ như này trên người con gấu ấy thì có thua thì chúng ta chỉ lọt con co của đối thủ thôi. Không thể lọt được nhiều đâu. Mỗi round lọt một con thì mất khoảng chừng đâu đấy khoảng 4 màu. Còn rất nhiều máu để có thể là sống sót được. Yên tâm. Sama này. Nhưng mà bạn ơi, nên nhớ là tôi, hãy nhìn tôi đi. Hãy nhìn tôi đi đã. Hãy nhìn con gấu của tôi đi đã. Nó không ngán Saman đâu anh em ạ. Thấy chưa? Thấy chưa? Kể cả 6 Saman. Chơi 6 Saman kẹp mèo à? Cái bài đấy cũng hay đấy. Cái bài đấy cũng hay đấy. Nhưng phải ra con mèo 5 đô. Ok. Sivet kẹp với cả Saman là một trong cái bộ khỏe nhá anh em nhá. Nhưng mà nó khó lên lắm. Bộ đấy mà lên được thì nó rất là bá đạo. Mỗi round đẩy đối thủ nó chắc là rơi vào đâu đấy tầm khoảng 30 máu. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là con mèo 3 đô ấy, nó phải lên được 3 sao. Và nó phải ra con mèo 5 tiền. Đấy, ra mèo 5 tiền nữa thì nó sẽ nhân đồ trên con người 3 trên người con mèo 3 đô lên.
thì nó sẽ rất mạnh. Con đấy nó rất là khỏe. Nó nhân được đồ lên. Còn kèm theo đấy là cái bộ 6 Saman nữa thì phải nói là nó đẩy rất là kinh khủng. 6 Saman vốn dĩ nó đã mạnh rồi ấy. Nhiều khi chỉ cần anh em thậm chí anh em không cần có co nhá. Anh em chỉ cần có đủ 6 Saman thôi là nó đã đấm được đối thủ rồi. Đấy, không cần đồ luôn mà. Nhiều khi chỉ cần siêu tập đủ 6 Saman thôi là khỏe re rồi. Thà đi rồi, chơi dã thú gặp assassin thì xác định luôn. Không lấy cái cửa gì luôn ý anh em ạ. 6 máu đi rồi. Chắc chắn là đi. Ok. Ui. Quả rôn được đây à. Một quả trứng nữa à. Nó lại thế à. Thực ra tôi ra được cái con cáo 3 sao rồi đấy. Nhưng mà giai đoạn đầu tôi bỏ qua, tôi không mua cái con cáo. Chứ lẽ ra nếu mà mua con đấy là bây giờ là 3 sao rồi đấy. Nhưng mà đấy đúng là cái bài này là nó chọn là assassin là hợp lý rồi anh em ạ. Bài assassin nó chọn tôi rồi. Bây giờ mà con cáo lên 3 thì thứ gì mà nó chịu được đây. Cáo assassin 3 sao kẹp trong bộ 9 xin. Có Kira luôn. Ui rồi. Tầm này 6 Saman nó không là cái gì nữa rồi. 6 Saman bây giờ cái bộ xin nó đã gọi là tối thượng rồi. 9 xin tối thượng rồi anh em ạ. Lên đủ bài, lên đủ bộ rồi. Con mèo này nó có đam đâu mà. Đi rồi. Cái thằng chết cờ lai nó phải ngậm ngùi về top 4 luôn. Ok. Này cái hút máu đấy. Ui chết rồi, tôi quên mất anh em ạ. Không phải là cái hút máu phải để dành để ghép cái gậy như ý chứ. Có Feather. Thằng Feather đang top 2. Ui ơi, sai lầm quá. Nhưng mà chả cần. Tôi nghĩ cái bộ này nó vô địch rồi. Cần quái gì cái gậy như ý. Anh em ạ. Cái tầm này thằng nào ăn được đâu mà cần gì phải gậy như ý. Chấp gậy như ý luôn. 77 màu đến hết game không nói nhiều anh em ạ. Chuỗi này chuẩn bị chuỗi vàng nơi rồi. Tầm này chấp gậy như ý luôn nhá. Anh em đừng có thần thánh gậy như ý quá. Gậy như ý nhá. Với tôi cầm cũng như không. Tôi nói thật với anh em như thế luôn. Ok ạ. Ui, 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 không, 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 không. Ui, 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 không, không, không anh em ơi, gậy như ý mày ở đâu, ra đi, nó chết tôi rồi. Không có gậy như ý, không ăn được thằng này, trời ơi. Xí xóa, xí xóa, xí xóa, xí xóa, xí xóa, xí xóa, xí xóa nha anh em nhá. Coi như anh em không nghe gì vừa lấy tôi nói nhá. Gậy như ý ơi mày ở đâu, làm đéo gậy như ý, ghép bố nó cái hút máu rồi anh em ạ. Thế như lì. Chết tối. Bây giờ làm sao đẻ ra gậy như ý đấy. Không được, không có. Thiếu hai thiếu hai mảnh thì tôi chịu rồi. Không có một cái gì luôn ý để có thể ghép. Trừ khi là tôi còn một cái slot để random nữa này. Tôi có một cái slot random. Cái slot đấy tôi random ra được cái que hoặc là cái nhẫn. Sau đó là có cái thằng Saman nó chết xong nó có thể là nó sẽ cho tôi một trong hai món và cái đao này cho tôi cái gậy như ý. Cái đao quỷ. Có đao quỷ đấy. Nhưng mà thôi. Đấy cái hút máu. Tôi đùa anh em thôi. Ui con này lên được 3 sao rồi. Cáo lên được 3 sao nhưng từ từ đã, Rona. Chưa vội đập trứng anh em nhá. Cứ bình tĩnh. Rona. Đây rồi. Cáo lên 3 sao. Ui ôi, thôi đủ rồi. Đủ rồi anh em ạ, à. đủ rồi. Cáo 3 đã này. Hai con 5 đô lên 2 sao luôn. Rồi ok. Tôi đùa anh em thôi anh em ạ. À. Cần gì về cái gậy như ý. Chúng ta có cái con cáo này nó chọc khi mà nó tung skill ấy là nó chọc là chắc chắn trúng nha anh em nhá, không có chọc trượt đâu. Con này không có chọc trượt.
chọc trượt chỉ khi mà con gấu này nó đánh nó trượt thôi, chứ còn con cáo này này nó chọc là chắc chắn trúng. Đấy, nên là xác định luôn là nếu mà con cáo này nó chọc nhá là chết, chứ còn không có cái cửa mà trượt đâu. Ôi chà, không kịp trọt kìa, không kịp trọt kìa. Ui giời ơi, cáo ơi, đang lăn thì lại bị hú. Mày ra đây, mày tao lăn được một phát nữa mà chết. Tao lăn mày chết, mày chết. Mày chết, thấy chưa, anh em thấy chưa? Tôi nói rồi, cái trọt của con cáo ấy, nó có cái hiệu ứng là khi mà đã trọt vào người cái con nào là chắc chắn nó trúng cái con đấy, không bao giờ trượt luôn. Đó, nó hay cái chỗ đấy đấy anh em ạ, à, nó rất hay luôn. Rồi lấy cái blink đã, trận này là lấy cái blink cho cáo để chắc chắn là chúng ta trọt nhanh nhất có thể. Nói xong rồi anh em ạ, à, bây giờ thì đánh cái kiểu gì bạn ơi? Không bao giờ đánh trượt được đâu. Đấy là lý do làm sao mà tôi không ghép gợi như ý đấy anh em ạ, à. Thực ra tôi chiều anh em thôi, chứ còn tôi biết là cái con cáo này tí nữa tôi chuyển đồ cho cáo thì không bao giờ chọc trượt được mà. Mày trượt hộ cái nữa đi, anh em thấy chưa? Trượt 11k đam kia kìa. Bật lên, ui giời ơi, trượt một phát chết ngay con Sailing Assassin luôn. Chưa kịp của Như Tùng trưởng. Quá khỏe luôn anh em ạ, à, đùa. Chỉ ra Assassin kẹp với cả cáo mà chơi cái hàng lưu kiểu này ấy. Tôi nói thật với anh em là nó là cái bộ lineup mà TIS ở trong meta luôn ấy. Nó cực kỳ khỏe luôn. Chấp tất cả thể loại kể cả Witcher. Anh em chưa thử anh em có thể thử đi nhá, cực kỳ khỏe. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em thử chọn clip bên trái. Bị dí cho đi kỵ sĩ trong cái meta mà ở trong trận đấu có tận 4 thằng chơi Witcher anh em ạ. Cuối cùng thì tôi cũng kịp tỉnh ngộ và xoay bài. Một trận đấu mà xoay bài rất hay, counter vào 3 đối thủ một lúc. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem điệu nhảy tử thần Tam Ca 3 con mèo quay trở lại anh em nhá. Hay lắm anh em tin tôi. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.